Ngày thi bán kết kickboxing thứ 2 với 11 cặp thi đấu ở hai nội dung full contact và low kick, Việt Nam đã có 3 trên 6 vận động viên tranh tài giành chiến thắng tối ngày 11 tháng 5. Đó là võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn chiến thắng đối thủ đến từ Indonesia nội dung full contact dưới 51 kg, Nguyễn Quang Huy chiến thắng đối thủ đến từ Philippines nội dung low kick dưới 60 kg và Huỳnh Thị Kim Vàng nội dung full contact dưới 65 kg, đánh bại đối thủ đến từ Thái Lan. Cái đòn đánh của mình trên đài nó cũng gần nhuyễn hơn, nó không thuần như Muay Thái, nó không chậm như Muay Thái nữa. Em cảm thấy là đánh trên sân nhà thì nó thấy là rất là hưng phấn và thoải mái. Em quay lại trận này trên đài và về nhà em sẽ nghiên cứu đòn đánh của đối thủ và khắc phục khó nhất ở trên đài. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu bán kết kickboxing, đội tuyển kickboxing Việt Nam sẽ có 5 vận động viên tranh huy chương vàng tại vòng chung kết, gồm võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thế Hưởng, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Quang Huy, Huỳnh Thị Kim Vàng. Vòng chung kết kickboxing SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5 tại nhà thi đấu Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh.